mọi người ạ. Hiện tại bây giờ thì cơn mưa rất to này mọi người này, ập đến nơi rồi, giờ đang có hạt tổ, đang có hạt mưa rồi. Đấy, trông kinh khủng chưa. Nào Công Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và cháy lượng. Thì mọi người hiện tại bây giờ mình có mặt tại thôn Cấn Lủng, thì bây giờ thì anh em mình đang đi bắt đầu là bơm nước vào tét để chuẩn bị đổ bê tông mọi người ạ. Đấy. Bây giờ thì sáng nay anh em mình cũng vừa mua dầu vào đây mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ can này xuống thùng dầu là lát. Bây giờ thì anh em mình bơm nước xong bắt đầu là lên trên kia để xem mà bà con là nghiền bột đá trên kia, với lại múc hết cái đá, cái bột đá, múc hết cái đá hôm trước mà mình đổ trong đấy. Em để ý tét sắp đầy đấy. Thank you.
Tớ bảo rút, mày rút về rút xăng ra chỗ này đi. Cái ống không đọc được. Đây. Quay về đây đi. Hôm nay cũng vào cái cô máy xúc nhỏ nhỏ, tí nữa nghỉ xem nó trộm gương hay là nó nhanh thế nào. Có nó cái to thì nó gầu, nó to quá, cái bé nó bé hơn, cho xem nó đẹp không, nó đẹp hơn cái to hay không, phải đẹp nhau. Alo, alo. Để đưa 3 tháng con lái máy xúc ấy. Ô, cậu tin nào chưa? Đây. Ô, cậu đó, cậu đó đi. Cậu đi, cậu đi. À, nó gáy một da rồi nhờ. Ơ trà sợ mẹ à. Đúng không? Chê 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 chê.
Vâng mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì cơn mưa rất to rồi mọi người này. Ập đến nơi rồi, giờ đang có hạt rồi, đang hạt mưa rồi. Đấy, trông kinh khủng chưa? Đấy, đấy cơn mưa rất to nhá. Nên bây giờ anh em chuyển sang cái máy trộn nhỏ này nhá. Suốt từ nãy giờ mới trộn được mười mấy mét thôi, chưa được 20 mét. Đó. Đây bây giờ chuẩn bị mưa to này, anh em đổ bê tông xong rồi là phải che vào này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Thịt treo góc bếp đang bị tàn nhô. Mọi người ạ, thì bây giờ thì mình cũng mưa đến nơi rồi, bây giờ thì anh em làm nốt tí này nữa là xong rồi, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay, hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye. Mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì cơn mưa rất to rồi mọi người này, ập đến nơi rồi, giờ đang có hạt rồi, đang hạt mưa rồi. Đấy, trông kinh khủng chưa?